Hello em, xin lỗi vừa nãy anh cú chưa bị sập, không phải sập mà là mình có cái việc mình nhắn tin một tí không, thế là mình không muốn ấy nên là phải tắt điện thoại đi, tắt livestream mình nhắn tin liên quan đến vấn đề tiền long một tí. Chào cô Nguyễn Yến, chào Ninh Yến Ni nhá. Mình hôm nay anh sẽ livestream nó cũng ngắn thôi. Phân tích không phải rớt mạng cô ơi, con tắt livestream đi để xử lý mấy cái công việc ấy, liên quan đến vấn đề tiền nong cái mà người ta bảo bán tiền cho con mà nó chưa thấy tiền vào trong điện thoại, chưa báo. Ok, thì hôm nay mình sẽ nói nhanh để xem là nếu mà ai vào sau thì xem sau, mà nếu không thì anh em cắt lên YouTube. Thì như các bạn đã biết đó, thì sau khi Việt Nam Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng yêu cầu toàn bộ cái cái nói lại từ đầu đi nhỉ. Thì hôm nay cái chương trình của ngày hôm nay nên là mình sẽ nói về vấn đề Biển Đông, cũng lại vẫn là vấn đề tại bãi Tư Chính đó. Thì như các bạn đã biết là Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa mới lên tiếng yêu cầu toàn bộ tàu thuyền của Trung Quốc phải đi ra khỏi khu vực biển của Việt Nam và dừng ngay tất cả những cái công việc, những cái việc mà vi phạm, những cái việc mà xâm phạm vào chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Thì ngay ngày hôm sau, sau một đúng một ngày, thì đầu tiên chúng ta phải nói là đầu tiên là phải nói đến Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng cảm ơn. Thực ra đây là lên tiếng cảm ơn nhé, cảm ơn vị giám đốc của công ty Rones, vì cái công ty này là một trong công ty hợp tác với Việt Nam để mà thăm dò khai thác dầu khí tại một cái bãi gần gần cái khu vực bãi Tư Chính đó. Thì khi mà ông Putin lên tiếng mà ủng hộ, gọi là lên tiếng cảm ơn cái vị giám đốc của cái công ty Rosneft đó, thì đó cũng chính là một cái sự ủng hộ của nước Nga đối với lại cái một cái sự ủng hộ ở đây nữa, chúng ta nói là sự ủng hộ đối với lại cái tuyên bố, rồi đối với lại cái quan điểm lập trường của Việt Nam trên Biển Đông. Như chúng ta đã biết thì giữa Nga và Trung Quốc nó có một cái mối quan hệ ngoại giao rất là khăng khít, nhất là trong cái thời gian gần đây, đúng không ạ? Thì cái việc mà Tổng thống Nga Vladimir Putin nó lên tiếng ủng hộ, lên tiếng mà cảm ơn cái công ty Rosneft đó, thì cũng chính là một trong những cái lập trường mà Nga ủng hộ cái quan điểm lập trường của Việt Nam tại Biển Đông. Và ngay tiếp sau, một ngày hôm sau, thì Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng quan ngại, rồi phê phán chỉ trích Trung Quốc đang bắt lạc rồi xâm phạm đến chủ quyền lãnh hải của các nước khác, trong đó đặc biệt là Việt Nam. Thì ở đây chúng ta thấy một cái điều gì? Có một cái điều rất lạ trên thế giới rằng gần như chưa có một nơi nào, chưa có một đất nước nào và chưa có một cái vấn đề gì mà ở đó có sự đồng thuận của cả Nga và Mỹ. Thì hôm nay cái điều đặc biệt đấy là tại cái vấn đề ở Biển Đông này thì cả Nga và Mỹ cùng đồng thanh lên tiếng ủng hộ Việt Nam. Một điều chưa từng xảy ra trên thế giới. Các bạn có thấy là trước giờ chúng ta nên nhớ rằng trước giờ Nga và Mỹ là hai cực của thế giới. Dù là Nga lúc mạnh lúc yếu, lúc hưng lúc thịnh hay là lúc suy yếu thì Nga vẫn là một thế lực trên thế giới. Và gần như trên tất cả những cái điểm mà người ta được gọi là những cái địa địa cái vị trí địa chính trị đó thì đều có cái sự tranh chấp giữa Nga và Mỹ, nơi giành ảnh hưởng. Và sự tranh chấp này luôn luôn là ở cái tư thế là đối nghịch nhau, thậm chí là một mất một còn, sẵn sàng là dùng đến vũ lực đấu tranh. Người ta giữa giữa Nga và Mỹ luôn có sự mâu thuẫn. Nhưng riêng tại Biển Đông lần này tự nhiên Nga và Mỹ
nó lại có cùng một quan điểm, cùng bảo vệ Việt Nam. Đây là một điều rất là đặc biệt ở trong cái vấn đề ở ở Biển Đông này. Vâng, đúng các bạn. Thì tất nhiên là ở đây đấy, Nga nó có một cái lý do để lên tiếng, đó là việc một công ty của Nga, tức là đây là lợi ích kinh tế, trong đó Nga có lợi ích. Thì Nga lên tiếng một cái lý do rất là chính đáng. Và ở đây chúng ta phải lên nhớ sự nhạy cảm của Nga nằm ở chỗ Nga và Trung Quốc hiện nay đang là những cái nước mà hợp tác rất là khăng khít. Có đúng không ạ? Và cái dẫu sao cái kiểu gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải biết rằng Nga và Mỹ là hai cái cực đối lập. Thế mà ở đây chúng ta đã bằng cái con đường ngoại giao, bằng cái cách ứng xử, bằng cái cách gọi là chia chác quyền lợi nào đó, mà chúng ta đã lôi kéo được sự ủng hộ của Nga. Một trong những cái, chúng ta nên nhớ rằng trước đến giờ Nga có thể ủng hộ Việt Nam rất là nhiều thứ, nhưng tại vấn đề Biển Đông chưa bao giờ nước Nga dám lên tiếng cái điều đó. Đây tôi phải khẳng định một từ dám lên tiếng nha. Là bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam mua vũ khí của Nga, nhưng thực ra Trung Quốc cũng mua vũ khí của Nga mà. Và cái lợi ích của Trung Quốc đem đến cho nước Nga thì nó nhiều hơn Việt Nam đem đến cho nước Nga nhiều những lợi ích về kinh tế. Thế nhưng đặc biệt ở đây, lần này Nga lại lên tiếng. Lý do vì sao thì lát nữa tôi sẽ giải thích. Nhưng ở đây chúng ta có thể thấy được bằng cái tài ngoại giao cũng như là bằng cái lúc mà đúng thời điểm, cái quan trọng, cái sự lựa chọn thời điểm lẫn cái khả năng ngoại giao cũng như là những cái vấn đề nó liên quan khác, rất nhiều các yếu tố liên quan khác, thì Việt Nam đã tranh thủ được hai sự ủng hộ của hai cường quốc lớn nhất thế giới, Nga và Mỹ. Sau cái sự kiện Syria, sau cái khu vực Trung Đông đấy, người ta bắt đầu phải lên tiếng rằng vẫn phải coi Nga là một thế lực trên thế giới. Thì đến ngày hôm nay khi mà tại vấn đề Biển Đông, chúng ta hiện nay đã có hai sự ủng hộ, đó là của Nga và Mỹ. Có thể khẳng định là Nga và Mỹ hiện nay đấy, nó gần như, tại sao tôi nói đấy, là gọi là cả thế giới đang đứng sau lưng Việt Nam. Bởi vì rõ ràng hai cực đối lập nhất của thế giới mà họ lại đứng ở phía đằng sau Việt Nam, thì rõ ràng đây là một điều lạ lẫm trên thế giới, gần như là chưa bao giờ xảy ra. Chúng ta thử, những người nào mà quan tâm đến các vấn đề chính trị trên thế giới, các bạn cứ thử nhìn đi, đã có nơi nào trên thế giới mà ở đó cả Nga và Mỹ cùng đứng chung một chiến hào chưa? Chưa đúng, chưa có đúng không? Nếu có thể nói là nếu như nói về độ kiêu ngạo, nói về cái ngôn ngữ nó hơi kiêu ngạo một tí, thì chỉ có Việt Nam mới đủ uy tín để làm cái điều đó. Thế còn nói theo cái được gọi là khiêm tốn nhẹ nhàng thì chúng ta có thể khẳng định một điều rằng Việt Nam mới là nơi có đủ cái tình cảm, đủ cái cảm tình để cả hai cùng nhau lên tiếng về vấn đề đó. Đúng không? Các bạn nên nhớ một điều là mình không tin gì các nước trên thế giới, thế nhưng mà mình phải làm chủ được vận mệnh của mình. Mình phải biết lợi dụng nó, không phải là việc mình cảm thấy yếu thế, mình co lại trong một cái ốc đảo. Thế giới hiện nay là thế giới phẳng. Thế giới hiện nay là hợp tác đa phương, mà mình phải biết cách sử dụng nèo lái con thuyền để làm sao tất cả nó tạo thành lực để đẩy mình lên, chứ không phải là mình tách ra với thế giới. Mình một mình không thể chống lại thế giới. Chúng ta phải nên nhớ rằng đây cũng là một cái bước tiến cực kỳ là dài của Việt Nam. Chúng ta nên nhớ ngay cái thời mà chúng ta đem quân sang đánh Buôn Bốt, đúng không? Chúng ta sang cứu dân tộc Campuchia. Một cái lý do cực kỳ chính đáng, một cái hành động cực kỳ trượng nghĩa. Nhưng lúc bấy giờ, ngay lúc bấy giờ chúng ta cũng không được sự ủng hộ của cả thế giới. Chúng ta được sự ủng hộ của Liên Xô và các nước SNG, tức là các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Thế nhưng chúng ta cũng lại bị Trung Quốc phản đối, chúng ta lại bị các cái thế giới phương Tây và các đồng minh của họ phản đối. Tức là ngay kể cả trong cái việc mà chúng ta làm chính nghĩa nhất, mà chúng ta gọi là giúp đỡ không vụ lợi nhất, mà chúng ta còn bị phản đối. Thế nhưng đến ngày hôm nay, một cái bước tiến cực kỳ lớn, đó là bây giờ chúng ta đã được cả thế giới ủng hộ. Tất nhiên là họ đang ủng hộ bằng cái mặt ngoại giao, đúng không ạ?
Tôi thì vẫn cứ luôn nói các bạn là phải tự lực tự cường. Nhưng tự lực tự cường ở đây không phải là một mình ta làm việc tất cả, mà ta phải biết được cái sự ủng hộ lúc nào, và cái sự ủng hộ đó nó không hề mất đi cái quyền lợi của dân tộc. Thì cái đó là cái mà chúng ta có thể nói là đấy là cái sự tiến bộ. Chứ không phải là bây giờ các bạn nên nhớ rằng là mình không thể là co lại mình sống một mình trong ốc đảo được, từ chối tất cả những cái sự ở thế giới bên ngoài. Cái đấy là không phải là một nước tiến bộ, một nước văn minh và một nước mạnh trong ngoại giao. Ngoại giao mạnh, một cái vị trí mạnh hoặc là một cái đất nước tiến bộ có nghĩa là gì? Là chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi, và chúng ta được cái cảm tình của thế giới. Thì ở đây đấy, chúng ta đầu tiên chúng ta phải mừng cái đầu tiên đấy là gì? Là Việt Nam được cả Nga và Mỹ cùng nhau lên tiếng ủng hộ cái lập trường quan điểm. Một điều chưa từng xảy ra trên các cái vị trí địa chính trị trên thế giới. Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta mới hiểu. Tất nhiên ấy, là khi mà được cái sự ủng hộ đấy, chúng ta phải ngạc nhiên, chúng ta phải hiểu. Thì đây là theo quan điểm của tôi, theo cái phân tích của tôi, thì chúng ta nên nhớ một điều rằng gì? Biển Đông là một cái biển mà ở đó nó có cái vị trí địa chính trị cực kỳ lớn. Tất nhiên theo các đánh giá của các nhà nghiên cứu cũng như các chuyên gia về kinh tế, thậm chí là các cái báo cáo tài nguyên trên thế giới, thì nói rằng ở Biển Đông người ta có một cái mỏ dầu khí, cái tài nguyên, cái nguồn tài nguyên dầu khí nó rơi vào khoảng 2.500 tỷ USD, theo như là Bộ Ngoại giao của Mỹ vừa mới tuyên bố. Một cái khối lượng tài sản phải nói là lớn. Thế nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ một điều rằng để khai thác được 2.500 tỷ USD đó thì nó không phải là chuyện đơn giản. Các bạn phải nên nhớ rằng là hút dầu ở trên đất liền như là các nước Trung Đông đấy thì nó là rất là đơn giản, chi phí rất rẻ. Thế nhưng mà có đôi lúc người ta cũng tính luôn này. À, cái chi phí để hút một cái thùng dầu ở đó nó cũng gần tương đương với lại cái lợi nhuận thu được từ cái thùng dầu đó. Tức là bây giờ người ta tính là phải là $30 hoặc $40 mới được một thùng dầu. Khi anh bỏ cái số tiền đó ra khai thác để anh bán được 35-40 đô. Cho nên cái chuyện là ở đó có trữ lượng 2.500 tỷ USD đó, nhưng chúng ta cũng phải bỏ ra rất là nhiều tiền chúng ta mới khai thác được đó. Khai thác ở trên mặt đất nó đã là khó rồi, nhưng còn khai thác ở dưới đáy biển nó cũng lại còn khó hơn nữa chứ, có đúng không ạ? Thế cho nên cái chuyện cái tính toán 2.500 tỷ đó nó chỉ là cái gọi là bề ngoài thôi. Nó còn một cái điểm khác nữa mà chúng ta có thể nói này, là Biển Đông đấy nó có một cái vị trí địa chính trị cực kỳ lớn, bởi vì nó là nơi giao thương hàng hải cho cả cái khu vực Đông Bắc Á, trong đó có Trung Quốc, có Hàn Quốc, có Nhật Bản, có Đài Loan và có một loạt những cái nước ở bên phía trên nữa. Nó là một con đường mà trị giá hàng chục nghìn tỷ USD, cái con đường giao thương đó, đúng không ạ? Bởi vậy đó, nên đây là một cái vị trí mà nó gắn liền quyền lợi với lại cả Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và rất 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 nhiều những cái nước khác. Lo lên thứ nhất đó là vị trí địa chính trị. Thứ hai, nước Lào, chúng ta nên nhớ nước Lào chiếm giữ Biển Đông, nước Lào độc chiếm Biển Đông. Nước đó có thể là kiềm tỏa được toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Nếu như các bạn nhìn thấy ở trên Biển Đông đó có một cái nhóm tàu sân bay nào chẳng hạn lượn lờ hoặc đóng quân ở giữa đó, thì gần như toàn bộ khu vực Đông Nam Á nằm trong lòng họng súng của họ. Khu vực Đông Nam Á là một nơi mà có thể nói là tranh giành ảnh hưởng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Thế thì đến bây giờ Ấn Độ thì đang gặp rất nhiều vấn đề và Ấn Độ rất yếu. Thì Trung Quốc là một cái đất nước đang lên, đúng không ạ? Trung Quốc là một đất nước đang lên, mà Trung Quốc gần như cái mưu đồ chiếm trọn Biển Đông này đấy, thì theo một số các chuyên gia phân tích thì nó là con đường sinh tồn, không gian sinh tồn của Trung Quốc. Không, cái không gian sinh tồn này đấy, nếu như một số nhà chuyên gia thì tôi không đồng quan điểm với lại các chuyên gia đó về vấn đề này, bởi vì nó
không hề tác động gì đến cái khả năng sinh tồn của Trung Quốc cả, mà chỉ đơn giản sự bành trướng của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông này nó có hai mục đích. Mục đích đầu tiên đó là gì? Đó là có cái tính chất là muốn tạo ảnh hưởng lên toàn bộ khu vực Đông Nam Á, một nơi mà có cái nguồn tài nguyên thiên nhiên mạnh này, kinh tế năng động này, và một cái nơi mà con người ở đó là năng động, tức là cái khu vực nó còn trẻ trung. Thì Trung Quốc muốn áp lên toàn bộ áp cái ảnh hưởng của mình lên toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Mà muốn áp được thì Trung Quốc phải độc chiếm Biển Đông. Các tàu sân bay của Trung Quốc mà cứ lượn lờ hoặc là có khả năng áp đặt bất cứ một cái luật gì trên Biển Đông đó thì toàn bộ khu vực Đông Nam Á nằm trong vòng kiểm soát của Trung Quốc. Và cái điều này đó, đấy là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai, Trung Quốc là một cường quốc mới nổi. Trung Quốc rất muốn thể hiện mình. Trung Quốc muốn thể hiện mình, muốn có một cái khu vực là của riêng mình. Các bạn nên nhớ rằng tư tưởng của các nước lớn trên thế giới đó là gì? Là ảnh hưởng địa chính trị. Một khi muốn trở thành cường quốc phải có đệ tử, tức là muốn làm đại ca chẳng hạn thì phải có đệ tử chứ. Trung Quốc hiện nay đã có một cái khu vực được gọi là đệ tử của Trung Quốc, đó là châu Phi. Nhưng Trung Quốc làm việc gọi là cái khu vực đó, Trung Quốc không có nhiều những cái tác dụng đối với lại cái vai trò vị thế cường quốc của Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc ở đó thực hiện những cái chính sách hoặc có những cái đường lối là khai thác triệt để khu vực châu Phi. Vì châu Phi là cái châu lục nó tương đối nghèo và cái ảnh hưởng chính trị của nó thì không cao. Thế nên Trung Quốc rất muốn có những cái đệ tử mà ở cái khu vực mà nó có cái vị trí chính trị. Ví dụ như là khu vực Đông Nam Á là một cái khu vực đang nổi. Các bạn nên nhớ rằng nền kinh tế của khu vực ASEAN ấy là một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới hiện nay. Đúng không ạ? Khu vực ASEAN thì Trung Quốc là một cái nền kinh tế đang gọi là năng động nhất thế giới hiện nay. Và tương lai của khu vực châu Á nó là khu vực ASEAN. Bởi vì con người ở đây, cái nguồn tài nguyên về con người ở đây là còn tương đối trẻ trung và người ta có cái tính gọi là đang trong cái thời điểm người ta gọi là startup đó. Đó là cái vấn đề thứ nhất, là Trung Quốc muốn làm gì? Muốn độc chiếm Biển Đông. Thứ hai, muốn thể hiện được, muốn áp lên một cái vị trí, cái ảnh hưởng chính trị của mình lên một cái khu vực nào đó để tìm kiếm giống như là đệ tử. Đây là cái tham vọng của Trung Quốc. Và cái tham vọng này nó vô tình, tôi nói đây, bây giờ tôi đang giải thích lý do tại sao Mỹ và Nga cùng lên tiếng vụ này. Tức là cái tham vọng này nếu mà Trung Quốc thành công thì nó ảnh hưởng đến vai trò vị trí của ai? Của cả Nga và Mỹ, đúng không ạ? Đối với Mỹ thì là hiển nhiên rồi, Mỹ muốn ở trên thế giới này chỉ có một cực là Mỹ. Còn đối với Nga, chẳng hạn thì Nga là một cái quốc gia mà nó có thể là một cái, nó vẫn là vị trí siêu cường, nhưng mà đơn giản là nó không còn đủ tiềm lực về kinh tế để tỏa ra cái ảnh hưởng như của Mỹ nữa. Thì ở đây đó, Nga cũng không muốn Trung Quốc độc chiếm Biển Đông, và Mỹ cũng không muốn Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. Biển Đông chỉ là nơi của Trung, hoặc là ở đó, ví dụ như Việt Nam, một cái quốc gia như Việt Nam mà nắm giữ Biển Đông chẳng hạn thì nó cảm giác nó an toàn cho Mỹ và Nga hơn là Trung Quốc. Và đây chính là cái điểm mà Việt Nam chúng ta khai thác tối đa. Tức là gì? Hôm trước tôi đã nói một bài nói chuyện với các bạn đấy là gì? Là khi mà chơi cờ hoặc là làm cái gì đó, mình không nên để cái mục tiêu, cái mục đích của mình bị lộ. Thì ở đây Việt Nam chúng ta nắm được cả hai cái tâm lý của cả Trung Quốc, cả Nga, cả Mỹ. Và ở đó chúng ta biết gọi là mượn gió bẻ măng. Đúng không ạ? Cho nên ấy, tại sao Việt Nam ở Biển Đông thì rõ ràng sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông là rõ ràng nhất, nhưng Việt Nam lại hợp tác với lại Nga. Cái đấy là một cái nước đi rất là sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đúng không ạ? Chúng ta phải nên nhớ một điều rằng hôm trước tôi có nói một bài nói chuyện là tại sao Việt Nam mình không đưa lên báo chí, cũng không kêu gọi sự ủng hộ của dư luận thế giới. Thì đến ngày hôm nay, khi mà vào đúng thời điểm, khi cơ hội đã chín muồi,
thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo cho ban Bộ Ngoại giao lên tiếng này rồi này. Sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng và chỉ thẳng mặt Trung Quốc, Trung Quốc phải rút tàu ra khỏi khu vực đó, thì ngay lập tức là có Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng ủng hộ này, rồi Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng ủng hộ. Thì rõ ràng ở đây đấy, nó rất đơn giản cho các bạn. Việt Nam chúng ta không cầu kỳ. Cái mà chúng ta thể hiện được với Nga và Mỹ là chúng ta quyết tâm thật sự. Chúng ta đã làm hết toàn bộ cái khả năng của mình để mà giữ cái chủ quyền và có thể nói là cái quan điểm lập trường của Việt Nam nên nó làm lợi cho cả Mỹ và Nga. Và Việt Nam chúng ta thể hiện được. Chứ không phải là giống như là chúng ta thấy là nhiều khi mà muốn người ta giúp mình đúng không ạ? Nhưng mình chưa làm cái gì, chưa cố gắng hết mình mà mình chìa tay xin người ta giúp đỡ chẳng hạn, thì điều đó là không được, điều đó là không không ok. Thế nhưng ở đây Việt Nam chúng ta chứng tỏ cho Mỹ là chúng tôi rất cứng rắn và chúng tôi đang làm việc hết mình. Nếu như các anh có khả năng giúp thì các anh cứ việc giúp thôi. Và ở đây khi mà Mỹ và Nga lên tiếng, nó hoàn toàn là xuất phát là cả hai nước tự thân, chứ Việt Nam chưa hề kêu gọi, Việt Nam chưa hề kêu gọi cái sự giúp đỡ đó. Nó mang cái tính chất tương đối khách quan, nhưng khách quan nằm trong chủ quan. Tức là tôi có thể khẳng định là cái này nó nằm trong sự tính toán của Đảng Cộng sản Việt Nam hết rồi. Có nghĩa là tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại lên tiếng và lên tiếng một cách mạnh mẽ như thế, chỉ thẳng mặt Trung Quốc? Là bởi vì họ biết những ai sau lưng rồi. Chỉ cần Việt Nam lên tiếng cái là hai những cái nước kia họ lên tiếng. Thì đây chính là cái mà chúng ta muốn xin sự giúp đỡ người ta, đừng đừng có xin lộ liễu quá. Đúng không ạ? Trung Quốc mà muốn độc chiếm Biển Đông thì nó ảnh hưởng đến cái lợi ích của cả cái khu vực Đông Bắc Á. Ảnh hưởng lợi ích của đồng minh Mỹ. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ những cái điều mà Mỹ không thích và Nga không thích. Chúng ta biết được hai thằng nó không thích Trung Quốc là độc chiếm Biển Đông, thì đến bây giờ chúng ta làm những cái bước đi nó sự chuẩn bị thật kỹ càng tất cả mọi thứ, từ mặt ngoại giao, chính trị, rồi cho đến những cái vấn đề đấu tranh trên thực thực trên trên cái thực địa. Thì đó là cái lý do mà tại sao cả Nga và Mỹ cùng lên tiếng trong vụ này. Nhưng mà muốn để lên tiếng một cách đồng loạt như vậy thì rõ ràng là Việt Nam phải tạo ra một cái cơ hội, tạo ra cơ hội cho họ. Và lúc này thì Việt Nam đã bấm bóng. Bây giờ tôi nói cho các bạn biết là tôi có thể coi là vấn đề của Biển Đông nó đã game over. Toàn bộ những cái đòi hỏi ngang ngược của Trung Quốc đã và sẽ, tôi có thể khẳng định là sẽ bị gạt bỏ. Lý do tại sao lại gạt bỏ như vậy? Bởi vì rõ ràng là các bạn thấy được, một khi Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng phản đối Trung Quốc như vậy rồi, thì vì cái gọi là cái sự sĩ diện, cái gọi là niềm tự tôn của nước Mỹ sẽ không cho phép Trung Quốc tái diễn thêm những cái hành động như vậy nữa. Và khi Nga lên tiếng như vậy rồi đó, thì vô hình chung nên là nó sẽ mở cửa cho các công ty Nga tiếp tục có cái cớ để hoạt động, hợp tác với Việt Nam, hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong cái khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Bây giờ mà nếu như mà một công ty nào đó của Nga mà hợp tác với Việt Nam, hoạt động trên cái khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền chẳng hạn, mà bị Trung Quốc cản phá chẳng hạn, thì ông Vladimir Putin đấy, lúc bấy giờ ông ấy sẽ cảm thấy là rất xấu hổ với lời nói của ông đó. Và nước Nga cũng không làm gì vui vẻ cả. Ngược lại đối với bên Mỹ chẳng hạn, bên Mỹ đấy, một khi đã tuyên bố là tất cả những cái khu vực này nó không, Trung Quốc đang vi phạm trắng trợn, Trung Quốc đang bắt nạt các nước khác chẳng hạn, đến lúc mà Trung Quốc tiếp tục bắt nạt thì đó là một sự giỡn mặt đối với nước Mỹ. Đó cho nên là ở đây đấy, rõ ràng bãi Tư Chính này đã trở thành một cai hạ mà chúng ta biết là ở trong cái thời gọi là Hán Sở Tranh Hùng đó, thì trận kết thúc đó là trận cai hạ đúng không ạ? Nơi mà 10 vạn quân của Hạng Vũ bị bao vây bởi bốn cánh quân từ Bành Việt, rồi Lưu Bang, rồi là Hàn Tín, rồi là Quán Anh, không phải Quán Anh mà là gì anh đó đó,
Và cuối cùng rồi là hạ cơ coi là tự tử. Hạng Vũ thì một mình dẫn quân ra phá vòng vây rồi là cuối cùng chết ở bên dòng sông, ở bến bến thuyền của ông lão ấy đấy. Đó, các bạn thấy đó. Thì có thể nói là ở ngay chính cái khu vực bãi Tư Chính này, Việt Nam đã làm cho Trung Quốc nó bị động, cho nên là tạo ra những cái sự việc mà cuối cùng rồi là làm nổi bật lên cái chính nghĩa của Việt Nam, tạo ra những cái cơ hội để cho các nước khác cùng lao vào đập tan cái đòi hỏi phi lý của Trung Quốc tại cái khu vực Biển Đông. Ở đây đó thì điều rút ra của chúng ta là gì? Điều rút ra của chúng ta đó là sự kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội. Cái này Đảng Cộng sản đã làm rất tốt. Bao nhiêu năm mà bị các cái thế lực bị Trung Quốc chèn ép, đúng không ạ? Việt Nam chúng ta vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng, chưa vội vàng cầu viện bất cứ một ai khi chưa cần thiết. Và bao nhiêu năm bị coi như là các cái thế lực thù địch trong và ngoài nước đánh phá, chê trách về đường lối chính sách ngoại giao của Việt Nam trên Biển Đông. Chúng ta vẫn kiên nhẫn và chờ đợi đến một ngày hôm nay khi mà cả Mỹ và Nga đều lên tiếng. Tôi có thể khẳng định là chưa khi nào mà cái lực của Việt Nam nó lại mạnh đến thế. Chỉ cần Mỹ và Nga lên tiếng cùng ủng hộ lập trường của Việt Nam, Trung Quốc không có cửa để mà tiếp tục đòi hỏi về cái đường lưỡi bò nữa. Có rất nhiều các luận điệu nói rằng là tại sao Việt Nam không kiện Trung Quốc như là Philippines để bác bỏ đường lưỡi bò. Thì tôi nói với các bạn là một khi tòa án của thế giới Philippines nó kiện rồi, nó đã bác bỏ rồi, thì Việt Nam kiện làm cái gì nữa? Đằng nào thế giới cũng bác bỏ rồi thì Việt Nam không cần kiện nữa. Bây giờ Việt Nam có kiện thì thế giới cũng lại bác bỏ đường lưỡi bò thôi, thì cũng có khác gì nhau đâu. Thế giới đã bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Quốc. Thế nhưng vấn đề là cái tòa án quốc tế đó nó cũng không đủ cái lực để mà thực hiện cái phán quyết của họ cơ mà. Rồi đến tiếp theo đến là gì? Là có nhiều luận điệu nói rằng là cái gì? Việt Nam đã quá nhún nhường Trung Quốc trên biển Đông. Không, Đảng Cộng sản Việt Nam đó, người ta chỉ nhịn nhẽn thôi, chờ đúng cơ hội, ra đúng đòn quyết định, một trận định Giang Sơn. Và ở đây đấy, cái bãi Tư Chính này nó có thể nói là nó đã trở thành mồ chôn cái tham vọng của Trung Quốc tại biển Biển Đông rồi. Có thể là việc sự việc nó sẽ kéo dài 5 năm, 10 năm hay 50 năm sau. Nhưng một khi mà Bộ Ngoại giao của Mỹ đã lên tiếng rồi, ông Tổng thống Nga đã lên tiếng như vậy đó, nó là gì? Nó chính thức là gần như là một cái lời tuyên bố của thế giới. Và sớm hay muộn Trung Quốc bắt buộc phải trao trả lại những cái gì thuộc về Việt Nam, nó phải thuộc về Việt Nam. Trong đó có quần đảo Hoàng Sa, trong đó có một số vài đảo ở Trường Sa. Thì đây đây chính là cái điểm mà tại sao các bạn có thể thấy là tại sao vừa rồi Bộ Ngoại giao Việt Nam đó lên cái tiếng nói cực kỳ chắc lịch. Trong những năm qua quân và dân Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh do dân tộc Việt Nam trao ra, đó là bảo vệ từng tấc đất tấc biển của dân tộc. Đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng chắc lịch như vậy là chúng tôi đã hoàn thành sứ nghiệp. Nghĩa là gì? Là tất cả những mối lo ở Biển Đông đó đã game over. Trung Quốc dù bây giờ có đưa thầu ra chống phá thì đó cũng chỉ là mang cái tính chất côn đồ của mấy thằng cướp biển mà thôi. Chứ còn đối với lại cái đấu tranh pháp lý trên trường quốc tế là coi như Trung Quốc đã thua trắng lưng nấm bụng với lại Việt Nam rồi. Lấm lưng trắng bụng. Xin lỗi các bạn, cái môn vật nó có cái gọi là cái thua lấm lưng trắng bụng, có nghĩa là vật ngửa người ta ra nằm sấp xuống, bụng ngửa lên trời đó. Đấy gọi là lấm lưng trắng bụng. Rõ ràng trong cái trường hợp này Trung Quốc đã Việt Nam đi một cái nước cờ mà Trung Quốc ức chế không làm nào được, không đưa tàu thuyền ra thì tự nhiên Việt Nam được khai thác được lợi. Mà đưa tàu thuyền ra cản phá thì bị thế giới lên tiếng. Một mình Trung Quốc bây giờ chưa đủ lực để chống lại cả thế giới. Và các bạn nên nhớ rằng là đúng, Lê Xuân Hưng nói đúng, có nghĩa là bây giờ bãi Tư Chính đã trở thành một cái nhát dao cắt cái đường lưỡi bò của Trung Quốc, không cần phải phải kêu ca nhiều. Rõ ràng Việt Nam không cần kêu ca nhiều mà Việt Nam chỉ cần tung ra một đòn thế thôi,
là cắt đi cái tham vọng đó. Không một nước nào trên thế giới, một khi Nga và Mỹ đã ủng hộ quan điểm lập trường Việt Nam, tôi khẳng định trên thế giới là không còn một nước nào trên thế giới mà dám gọi là chống lại cái quan điểm lập trường đó, trừ Trung Quốc. Đúng không ạ? Trừ Trung Quốc. Anh ơi, em thấy thằng Trung Quốc nó cũng làm vậy với Malaysia trước Việt Nam vài hôm nữa. Vài hôm. Thì tất nhiên là hiện nay đó, các bạn có thể thấy được là Việt Nam mình đi thì Malaysia họ cũng biết họ đi, chứ không phải là chỉ Việt Nam ta không, chỉ Việt Nam ta không đâu. Có đúng không ạ? Có nghĩa là ở đây đấy, chúng ta cứ nói về cái xu hướng này đấy, là Bộ Ngoại giao, có nghĩa là gì, đường lối của Việt Nam đó nó không phải là chỉ chúng ta biết. Nó không phải là chỉ chúng ta biết, nhưng vấn đề là ở chỗ tại sao Malaysia thì không được Mỹ lên tiếng, tại sao Nga không lên tiếng ủng hộ mà chỉ có Việt Nam được. Ở đây nó làm cái cách sống của Việt Nam trên thế giới. Chúng ta phải lên nhớ rằng trước hết là xét về vấn đề của Mỹ đi, xét về khía cạnh của Mỹ đi. Mỹ trước giờ nuôi rất nhiều đồng minh trên thế giới, đúng không ạ? Nhưng gần như đồng minh nào cũng là cái đồng minh mà Mỹ phải chi trả ra nhiều thứ. Các bạn thấy đấy, kể cả Nhật, Hàn, tất nhiên là Mỹ cũng được kiếm lợi từ họ rất nhiều, nhưng họ cũng phải, Mỹ cũng phải bỏ ra rất nhiều thứ, ví dụ như là quân đội, ví dụ như là những cái nọ kia. Và thậm chí ngay kể cả Philippines, nó tại sao Philippines nó bị Trung Quốc nó gây sự như vậy, nhưng Philippines lại không được Mỹ lên tiếng ủng hộ, là bởi vì Mỹ nó bây giờ nó không còn như ngày xưa nữa, nó lực của nó không còn đủ mạnh để mà đưa quân vào rồi tự tay mình giải quyết vấn đề đó nữa, mà Mỹ muốn Mỹ trở thành một cái nước đứng sau thôi. Mà muốn đứng sau thì cái mũi đằng trước nó phải chắc, và ở đây chỉ có Việt Nam nó mới chắc được đến như vậy. Thì Mỹ bắt đầu lên tiếng, Mỹ cũng lợi dụng chứ không phải không đâu. Mỹ cũng muốn chọn là bây giờ muốn đấu lại Trung Quốc, muốn cắt cái đường lưỡi bò của Trung Quốc, nó phải dựa vào ai? Dựa vào Malaysia là không ổn rồi, dựa vào Philippines càng không ổn, thì chỉ có Việt Nam. Đó, tức là đây nó có sự cộng hưởng. Việt Nam tạo ra cái cảm hứng để Mỹ xông vào, nó nhẹ nhàng, nó không đau đầu. Đấy, đấy là xét về Mỹ. Chúng ta chơi với Mỹ, chúng ta không có như là các nước khác. Ví dụ như các bạn biết được vấn đề ở Venezuela đúng không ạ? Cái ông tổng thống tự xưng Guaido đó mở miệng ra là Mỹ, nó làm cho Mỹ cảm thấy nhột. Có nghĩa là cái đéo gì nó cũng gọi mình. Bây giờ ta phải đánh chính phủ kia, tao đặt mày vào cái vị trí đấy mày mới ngồi được à? Mà đánh thì đánh không được. Đó, thế cho nên đấy là cái tư duy đây cũng là trả lời cho Minh Trần nghe, là cái tư duy về đồng minh của một cái đồng minh mới trong mắt Mỹ đấy, nó đã thay đổi. Cái tư duy là gì? Là bây giờ tao cần đồng minh, có nghĩa là cần những người mà có thể cùng nhau làm việc với tao, chứ không phải là cần cái thứ đồng minh mà tao cứ phải đi giúp chúng mày. Các bạn có hiểu cái điều đó không ạ? Các bạn chơi với một thằng bạn nào đấy mà thằng bạn đấy nó có thể là giúp bạn trong lúc khó khăn, trong cái lúc mà nó cùng nhau hợp tác, thì đấy là một cái tiêu chuẩn mới về đồng minh, đúng không ạ? Chứ còn không phải là cái thứ đồng minh mà ăn không được cũng Mỹ, ở không được cũng Mỹ, cái gì cũng Mỹ. Cái tư duy đó là ngày xưa. Còn bây giờ khi mà thế giới đã trở lên đa cực, các nước đã mạnh tương đương nhau, mà một mình Mỹ nó phải bươn trải ra toàn bộ trên thế giới này nữa, thì cái chính sách toàn cầu của Mỹ sẽ sụp đổ ngay. Thì cái tư duy của Mỹ là cần những cái đồng minh mà biết tự lực tự cường. Đôi khi là chỉ cần một cái lời gọi là ủng hộ bằng mặt ngoại giao cũng đã giúp được họ giành chiến thắng trong vấn đề này rồi. Đấy mới là cái mà Mỹ cần nhá, cái Mỹ yêu quý, đúng không ạ? Đấy là vấn đề về Mỹ, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đang, Mỹ đang rất cần Việt Nam từ trong cái cuộc chiến tranh thương mại này này. Rồi các cái vấn đề về địa, các cái khu vực địa chính trị trên thế giới. Và Việt Nam là một cái nơi mà có thể nói là giao thoa giữa tư tưởng của hai trường phái, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Các bạn có thể thấy được là Việt Nam là một cái
cái hình mẫu điển hình cho cái việc hợp tác. Nếu như Mỹ là một cái cực của tư bản chủ nghĩa, Trung Quốc là một cái cực của xã hội chủ nghĩa, hai cái cực này vẫn còn đang va đập với nhau rất mạnh, thì tại Việt Nam nó có cảm giác là đất nước Việt Nam dung hòa được cả hai. Và ở đây toát lên một cái là gì? Là quyền lợi dân tộc nó mới là cao nhất, chứ không phải là cái chủ nghĩa này chủ nghĩa kia. Mèo trắng cũng bắt được chuột, mèo đen cũng bắt được chuột, mèo nào bắt được chuột thì đều tôn trọng nó hết. Ở Việt Nam nó là một nơi giao thoa, một sự hữu ảo đặc biệt. Và Việt Nam rất tôn trọng cái thể chế chính trị của tất cả các nước trên thế giới. Đấy là sự công tâm dẫn đến là Mỹ nó cảm giác được là Việt Nam nó gần gũi. Và Mỹ muốn có một cảm tình đặc biệt đối với Việt Nam. Lịch sử đó tôi đã từng nói, cái mà chúng ta đem ra với thế giới là gì? Là lịch sử hào hùng, là cái văn hóa rất là thân thiện với thế giới. Trở lại với này, trở lại với này vấn đề là còn nước Nga nữa. Vâng, đúng rồi cô Lý Mạc Sáu, đó là trung đạo. Một cái ý thức có thể nói là Việt Nam chúng ta nên là cũng tương đối là chịu ảnh hưởng của Thụy Sĩ hoặc là Thụy Điển, các nước Bắc Âu. Họ gần như trung lập với lại các vấn đề thế giới. Đúng không ạ? Chúng ta gần như là chúng ta có cảm giác là chúng ta gần gần với lại Thụy Điển này, rồi là Thụy Sĩ đó. Tương đối là trung lập. Còn đối với Nga, cái mà nước Nga mà chưa bao giờ coi thường Việt Nam, nó nằm ở chỗ nào? Chúng ta có thể thấy được một điều là Nga là một cái đất nước, nó có thể nói là nó được Nga là một cái đất nước, nó được thừa hưởng gần như toàn bộ tài sản của Liên Xô sau khi Liên Xô tan vỡ, đúng không ạ? Cái tài sản ở đây là gì? Là từ công nghệ, từ kinh tế, rồi thậm chí kể cả tất cả những cái điều mà Liên Xô đã làm lên. Cho nên các bạn thấy đấy, là nước Nga vẫn tổ chức những cái cuộc diễu hành, diễu binh, duyệt binh vào ngày chiến thắng phát xít. Mà thực ra thì họ chiến thắng dưới cái thời của Liên Xô đó. Nhưng mà nước Nga tự nghiễm nhiên thừa hưởng toàn bộ cái lịch sử đó. Và trong đó có cái lịch sử giúp đỡ Việt Nam. Dẫn đến bây giờ mặc dù Liên Xô đã tan vỡ, nhưng trong lòng mỗi người dân Việt Nam khi nhắc đến nước Nga là người ta vẫn nhắc đến một cái thứ tình cảm sâu sắc đậm đà. Đúng không ạ? Và người Việt Nam vẫn dành cho nước Nga những cái tình cảm giống như dành cho một cái đất nước Liên bang Xô Viết ngày xưa. Thế cho nên là dù Nga lúc hưng thịnh hay là lúc suy tàn, lúc mạnh, lúc yếu, lúc thì xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa, thì đối với lại người dân Việt Nam và đối với chính phủ Việt Nam, nước Nga vẫn nằm trong trái tim của chúng ta. Đúng không ạ? Dẫn đến đây là trong cái mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, nó có một cái điểm mà chúng ta có thể khai thác. Và ở đây Đảng Cộng sản Việt Nam đã cực kỳ khéo trong cái vấn đề này. Đó là gì? Mặc dù Nga và Trung Quốc vốn dĩ là bắt tay với nhau, nhưng nước Nga cũng không muốn Trung Quốc vượt qua mặt họ. Có thể nói là Trung Quốc thì vẫn cứ tính trịch thượng, ta đây là trung tâm của vũ trụ, ta đây mạnh, ta phải là người gọi là lãnh đạo trong cái ý thức hệ. Có đúng không ạ? Nước Trung Quốc muốn lãnh đạo đó, nhưng nước Nga cũng không muốn bị mất mặt cái điều đó. Chẳng qua bây giờ nước Nga đôi khi cái tiềm lực kinh tế của họ còn eo hẹp, nên họ có một cái gì đó đang nhịn Trung Quốc. Mặc dù hợp tác nhưng mà nước Nga có cái lấn cấn và lăn tăn ở trong bụng. Đó. Cái vấn đề này Việt Nam đã khai thác rất tốt. Trong mắt Việt Nam, nước Nga vẫn là cái nước mà tạo lên cái cảm hứng xây dựng xã hội chủ nghĩa. Tôi có thể khẳng định với các bạn, vẫn là cái nước mà ở đâu đó chiếm rất nhiều tình cảm, tâm tư của từ lãnh đạo cho đến người dân Việt Nam. Và chúng ta vẫn tôn trọng họ. Dẫn đến là từ trong cái cảm tình của nước Nga đó, nó có hình bóng của Việt Nam. Đấy là cái mà chúng ta đã làm rất tốt cái vấn đề kia. Có đúng không ạ? Cái vấn đề mà chúng ta đây là chúng ta muốn bây giờ Nga và Trung Quốc đấy nó bắt tay liên minh chặt chẽ như thế rồi, thì phải làm thế nào để Nga đứng vào phía ta? Thì bắt đầu là chúng ta vẫn tôn trọng họ, vẫn coi họ giống như là một cái đầu tàu, một cái liềm cảm hứng nào đó
Và ở đây chúng ta vẫn thường xuyên, thứ nhất là có những cái trao đổi quan hệ về ngoại giao, rồi quan hệ về kinh tế lẫn quân sự. Thế dẫn đến là nước Nga ở đâu đó tuy là không lên tiếng trong cái vấn đề Biển Đông, nhưng nước Nga vẫn có một cái gì nó ủng hộ bên Việt Nam, đúng không ạ? Và ở đây thì chúng ta đã làm cái việc như thế này. Đó là chúng ta mời các công ty của Nga hợp tác với các công ty của Nga trong các cái vấn đề khai thác ở trên Biển Đông. Cái đó anh sẽ nói trong một bài sau. Còn bây giờ chúng ta đang phân tích ở trên Việt Nam. Thì các bạn thấy được điều là bây giờ nước Nga đó thì Việt Nam lại kéo nước Nga vào trong cái hợp tác này. Thì rõ ràng là nước Nga có cái lợi ích ở trên Biển Đông. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng của chúng ta đã từng nói Biển Đông đủ rộng cho tất cả. Biển Đông đủ rộng cho tất cả. Và Trung Quốc thì có một cái câu nói là gì? Gác tranh chấp, cùng nhau hợp tác, nhưng chủ quyền thuộc Trung Quốc. Tức là gì? Là ý của Trung Quốc đó là gì? Là bây giờ các nước trên khu vực này chúng ta có thể hợp tác với nhau để khai thác tài nguyên, nhưng mà chủ quyền là thuộc Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì chưa thực hiện được điều đó, đúng không ạ? Trung Quốc chưa thực hiện điều đó thì Việt Nam chúng ta thực hiện bằng cách nào? Lôi kéo các nước vào hợp tác trên này, nhưng tất cả đều tôn trọng chủ quyền là thuộc Việt Nam. Cái đó là cái mà không phải là đơn giản mà chúng ta làm được đâu. Chúng ta không cần là phải người phải sáng tạo ra cái đường nối này, cái đường nối kia, hay là cái mẹo này mẹo kia. Nhưng thằng nào mà phát biểu ra cái nào mẹo hay là bố mới sử dụng trước cái đã, đúng không ạ? Và Việt Nam đã sử dụng ngay cái mẹo của Trung Quốc, cùng nhau hợp tác nhưng chủ quyền thuộc Việt Nam. Thì ở đây đấy, rõ ràng ở bãi tư chính, khu vực bãi tư chính này, thì tất cả các cái khu vực là trong đó có quyền lợi của nước Nga, trong đó có quyền lợi của Nhật Bản. Nhưng tất cả Nga, cả Nhật Bản đều tôn trọng cái chủ quyền của Việt Nam. Đấy, cho nên là cái cuộc đấu tranh vì chủ quyền lãnh thổ của dân tộc ấy, nó là một cái cuộc chiến trường kỳ. Nó có lúc này lúc khác. Chúng ta phải tôn trọng cái sự lãnh đạo của nhà nước thì chúng ta mới có thể thành công. Chứ còn nếu như mà cứ ồn ồn như bọn ba que ba sọc đấy thì không bao giờ có thể thành công được. Đúng không ạ? Không bao giờ có thể thành công được. Cái quan trọng nhất là đánh lúc nào, đánh vào thời điểm nào, tung đòn quyết định ra sao. Thì ở đây chúng ta đã tung ra đòn rất là quyết định. Khi mà mâu thuẫn của Trung Quốc và Mỹ nổi lên đỉnh điểm, chúng ta chơi một cái đòn quyết định, một trận cai hạ, một trận gọi là định Giang Sơn. Thì ở đây tôi rất là vui khi mà Đảng Cộng sản đã có những cái bước đi như vậy. Và cái cách họ đưa ra báo chí, cũng cách mà lôi kéo dư luận phải nói là tuyệt chiêu. Chúng ta có thể nói để được cái điều này đấy, nó là sự chuẩn bị kỹ càng của bao nhiêu năm tháng để có được cái có thể là sự ủng hộ này đấy. Nó là sự sắp xếp của từ rất 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 lâu rồi nó mới tạo ra cái này, đúng không ạ? Chứ không phải là ăn may. Ở đây đấy, chúng ta phải lên nhớ rằng là chúng ta hiểu được cái nhu cầu của thế giới là cái khu vực Biển Đông này chỉ có giao vào tay Việt Nam thế giới mới yên tâm. Chứ còn mà Trung Quốc mà nó chiếm được Biển Đông, nó độc chiếm Biển Đông, nó là một cái bức cực kỳ nguy hại. Các bạn có thể nhìn thấy được là vừa rồi ở cái khu vực Iran đó, không đúng không ạ? Cái eo biển Hormuz đấy, Hormuz hay mắt Hormuz gì đó, thì tôi thì đọc tiếng Anh nó cũng không được chuẩn cho lắm. Thì các bạn có thể thấy được là đó, rõ ràng một cái eo biển đó thôi mà chỉ cần Iran nó là cái nơi mà cái khu vực nó chiếm đóng, cái khu vực mà thuộc quản lý của Iran thôi, nó làm cho các cái tàu dầu ở khu vực đấy đó, là long đong. Vừa rồi Iran vừa bắt một cái tàu chở dầu của Anh, đúng không ạ? Mà nó làm cho thế giới trở nên nóng lên. Thì đó, thì ngay lúc bây giờ chúng ta sẽ tưởng tượng được ra, nếu như một ngày Trung Quốc nó chiếm được Biển Đông, thì cái hiện tượng đối với các tàu hàng của thế giới, tàu dầu của thế giới, khi mà Trung Quốc và một vài nước nào đó nó có cái sự đụng độ nào, thì nó sẽ nguy hiểm như thế nào. Cái Biển Đông nó giống như một cái nút chai,
nó có thể rót toàn bộ nước ở trong chai ra, nhưng mà nó chỉ cần bịt lại là nước không chảy được nữa là chết. Là cả cái khu vực Đông Bắc Á, ví dụ Nhật Bản, Hàn Quốc ấy, là long đong lật đật. Thế cho nên là các bạn yên tâm, một khi mà ở trong cái khu vực Biển Đông này Việt Nam đã cần sự giúp đỡ của các nước trên thế giới, thì đó phải là sự giúp đỡ hoàn toàn là chân tình, và sự giúp đỡ này không thể lợi dụng ngược lại Việt Nam được, đó là chắc chắn. Cái áo có cái cờ đảng đây đúng không ạ? Ok, thì đó đó là cái mà tôi muốn chia sẻ trong cái livestream ngày hôm nay. Thì trước hết là chúc mừng toàn bộ người dân Việt Nam, chúng ta chắc chắn sẽ thắng trận này, và đây sẽ là trận cai hạ, tôi gọi là trận cai hạ của Việt Nam. Đúng không ạ? Rất nhiều những cái cánh quân mà tràn vào để vây kín Trung Quốc, cắt đứt đường đường lưỡi bò đây. Đối với lại Việt Nam đó, thì chúng ta nên nhớ rằng mua vũ khí hay là xây dựng quân đội mạnh, nó chỉ mang cái tính chất răn đe đối với lại các cái tham vọng của các nước khác. Đó mới là cái điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn, chứ không phải là đem vũ khí đó đem ra thực chiến. Các bạn nên nhớ một điều như vậy. Người ta không bao giờ người ta muốn đem vũ khí ra làm thực chiến, người ta chỉ muốn biến cái vũ khí đó trở thành một thứ răn đe cho các tham vọng của các nước khác đối với chủ quyền an ninh lãnh thổ của dân tộc, đó mới là cao. Còn bảo vệ đất nước, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta thần tượng Singapore đúng không? Chúng ta nhìn thấy Singapore phát triển, ít nhiều chúng ta cũng thèm. Thì chúng ta cũng phải nên nhớ rằng Singapore nó làm được như vậy đấy là do ông Lý Quang Diệu đã có một cái chính sách rất là hợp lý vào cái thời kỳ đó. Đó là dùng dùng những cái khối để bảo vệ cái quyền lợi, cái chủ quyền lãnh thổ của mình. Thì ở đây Việt Nam chúng ta phải biết gặn đọc khơi, gặn đục khơi trong, biết gọi là học hỏi tất cả những cái tinh túy của các nước khác, dù là địch hay thủ, địch thủ hay là đồng minh hay là bạn bè, thì chúng ta cũng phải lên học hỏi nó để làm gì? Vì lợi ích dân tộc là trên hết. Một cái thứ mà bây giờ chủ nghĩa dân tộc nó đang dâng cao trên thế giới, mình không vì mình trời tru đất diệt, chỉ đơn giản vậy thôi. Ok, thì đó là những cái điều mà Lưu Ly muốn chia sẻ với các bạn vào cái ngày chủ nhật ngày hôm nay. Thì thứ nhất là hôm nay Lưu Ly có cái việc bận, Lưu Ly muốn nghỉ livestream cũng để mà giải quyết cái việc đó. Thì chúc tất cả mọi người một buổi tối chủ nhật thật vui vẻ, và chúc chúng ta chuẩn bị vào một tuần mới có nhiều niềm vui mới. Tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn những cái bài bình luận tiếp theo và chương trình tiếp theo. Chào các bạn nhé.